tôi nuôi cô nay là 3 năm rồi, cô có giúp ích gì được tôi không hả? Hay là tháng ngày nhõng nhẽo rồi ẩm hả? Sao trả lời anh tiếp coi. Suki kêu công chúa mới chịu nha. Suki là công chúa. Công chúa mắt đỏ đó, hồi xưa là công chúa triều đại nào à? Sao suốt ngày ở trong phòng không à? Nuôi là phải giúp ích chơi giữ nhà với tớ hả? Ngồi trong phòng không là sao hả? Nói chuyện nó hiểu không? Trời ơi, có nói chuyện rõ ràng kìa. Hồi nói chuyện đàng hoàng. Có con đót nào mà thốt ngày là đòi ẩm với ở trong phòng không à? Không giữ nhà không? Nuôi gì trốn cơm hả? Hả? Sao? Nói gì hả? Không thành trả lời hả? Khi dễ tôi hả? Tôi nuôi từng tuổi này mà khi dễ tôi hả? Ồ, ghê kìa. Được rồi. Thương. Ghê không?